giờ mẹ đi vận hết ra cái bìa ao bên kia được mấy cọng bông súng. Có nhiều lắm là mẹ lựa rau non. Dạ. Nhiều lắm là nó già. Bữa nay mẹ nói ăn cơm món gì mẹ? Cơm sống mắm đậu kho. Mắm đậu kho hả? Kho xả hay là kho mặn mẹ? Kho xả hay kho mặn? Quậy ra kho rồi chấm rau sống. À vậy hả? Mắm kho mà quậy ra chấm rau sống. Mắm đậu mình kho xả ớt quậy dạ. Ra loãng ra. Rồi đậu bắp với đậu bún kho xả hủ. Rồi, cái rau sống là như được rồi. Dạ. Thôi cũng nhiều rồi, nhà mình có mấy người à? Hái nhiều quá ăn cũng không hết uổng. Mình ăn nhiều cái rau nó mới ngon. Dạ. Dạ bữa nay cả nhà mình ăn chay nha, không biết nay như rằm tháng 6 không mẹ? Mát mẻ quá. Ở đây mát lắm. Dạ. Ở nhà ngọt quá hả? Ở ra đây thấy sướng lắm. Dạ. Yên tĩnh. Cái hay rau, nhổ cỏ. Vậy có qua Gò lấy đồ gì về không con bưng về cho? Đi qua lượm đồ về. Dạ. Mẹ rau này ngon lắm hả? Mẹ lặt ra rau non lên khỏi hái. Đi qua bển tưởng đâu ngon, bây giờ bển nó già. Bên ao anh nó già hả? Dạ. Dạ. Trong đây trong bóng mát nè. Bông súng nay cộng nhỏ ha, không có to mà. Nhỏ nhỏ vậy thôi. Vậy nó nhỏ ăn nhỏ. Dạ. Rồi lên đi con bưng về cho. Coi cẩn thận cái dao đó, đứt tay á. Từ từ. Tại dạ. Có cây có đổ cây. Dạ. Rồi nhánh trà hả? Cái nước càng sâu thì bông súng nó càng dài. Bữa rồi mưa mới xuống mẹ hái nó ngủng rồi, nay nó dài được một xíu. Còn ở ao thì còn dài nữa. Nhớ đi cẩn thận để đạp lên nó giòn nó gãy. Rồi nó đi nước con ta thiệt. Có cái vườn rau mẹ bữa trồng nó lên nè. Nhưng mà không có chăm sóc. Dạ. Xấu gì. Con rau tự nhiên đi, xấu một xíu cho tốt. Bùng đất không? Dạ. Em cầm dao cho. Để mẹ cầm lẫn lộn trong rau nguy hiểm. Nhiều lắm. Dạ. Sao đi bỏ hả? Gai không á mẹ, gai tre. Để đi ngắm này con đi xem nha. Hả? Dễ hả? Con chưa đi ngã này. Có ai dọn nha Bắc Năm hả? Bắc Năm. Hèn chi nay đi được chứ trước tùm không đi được. Bây giờ cỏ không à? Dạ. À, ăn lúa hả? Bởi vì đâu có nhiều lúa đâu mà làm cực quá chừng ha. Bác Năm cũng làm kiểu tập thể dục nè. Bác Năm nói mấy tuổi nó chơi nhiêu tiền Bác Năm làm tiêu hết rồi. Bởi nó tiêu có đám lúa Bác Năm đây này chắc quá. Làm ruộng hả? Chưa ăn sáng nữa mà giờ ăn sáng đi rồi gì? Cơm nước. Xách thùng về phải không? Đây, con bưng về nha. Bưng về bỏ trước cửa đi. Giờ giữ khoảng cách mà. Hồi nãy có cái người kia phát mấy cái phiếu kìa. Phiếu chợ đi về siêu thị hả? Đi siêu thị mà để em trước chậu kìa. À, mà mình không có cần đâu. Không cần thì thôi, không đi. Dạ. Chị Hương hình như cầm phiếu kìa. Để về đi bưng. Đây con bưng cho. Rồi. Chừng gãi cái rổ rồi. Dạ. Ủa rồi cho chị Hương hay cho chị Nương? Chị Hương. À vậy nãy tưởng cho chị Nương. Nay đi siêu thị là phải có phiếu 246357. Mỗi gia đình cử một người đi ha. Thì mùa này giãn cách xã hội cả nhà ha. Không phải em muốn đi là đi. Mày ở đi em bãi để ghế chơi nè. Cho ông cái dưa rụng bự đó nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Cho phải bưng qua tận đây nữa nè. Bưng qua bạn để dễ. Đây. Cho phụ cái dưa rụng bự đó. Chút nhớ cả rổ. Chặt chị Hương. Ây da. Nặng quá. Để ra để rổ gì? Đi rổ gì hả?
Mẹ cứ lấy về luôn, chút cần chị khỏi đi trả. Cực. Đấy, mẹ đi vòng vòng là được cái rau tươi miễn phí rồi nè. Miếng này non hả mà? Em muốn đỏ đó chị. Nhưng mà cọng nó cũng chưa to lắm ha, cũng còn nhỏ. Hồi trước nhớ ở dưới ao á chị, cái cọng nó vừa dài mà nó to ha. Mập dữ. Nó dài cũng cả 2 thước luôn á, dài dữ. Dài lắm. Ừ. Cái tại vì cái ao mà sâu á nó phải nổi lên. Còn mấy cái ruộng cọng ngắn thì thích muốn đỏ hay muốn trắng? Sao không dễ vậy con? Dạ con dễ thời kỳ tiền thử đến thời kỳ hiện đại. Dễ trái đất hả? Thời kỳ 1000 độ C của trái đất á. Ừ. Qua thời kỳ đồ đá luôn rồi. Có khủng long chưa? Dạ có, qua thời khủng long rồi con. Qua thời kỳ khủng long mới có thời kỳ đồ đá phải không? Dạ. Tay phải đi con đi nha. Đây con súng ở đâu vậy mẹ? Để hái người ruộng sao? Ruộng sao hả? Vậy? Cao cả cái mặt nước này đó hả? Ừ. Mẹ lội xuống mày thấy không? Bữa nay mình ăn chay. À, nãy mình lấy mắm xào xả rồi làm cho nó loãng ra, mình chấm với rau sống. Mắm đậu hả? Mắm đậu với hai tay luôn. Sơn Hùng với hai tay hả? Ừ, tập hai tay luôn con. Sơn Hà còn nằm toàn ten với bà nội. À, nãy chị Hương hàng xóm có cho mình miếng mít. Sáng mẹ cho chị Hương 4 trái dưa. Thì cái chị Hương đem cái mít ra. Mít nhà trồng đó Sơn. Từ Bắc Hai. Em lại lấy cho. À, mình qua lấy quà đổi của chị Hương hàng xóm nghe. Hồi sáng mẹ cho 4 trái dưa. À, giờ cho lại miếng mít quá là ngon luôn à. Nãy giờ em ăn dụng hết 3 muối. Ngon, nghe chị. Trong nhà có 2 trái. Có 2. Thầy mình chị Hương. Không á. Sáng mẹ ăn mít không cơ? Cho Hương cái dưa nhỏ ở đây nè, bữa nay về đó. Là chưa chín rồi. Rồi mẹ ra gò cái Hương mới nói dưa bên Bắc chín á bị hư sâu dồi không à. Tại Hương mới nói tại Bắc chín không hái dưa sớm đó chứ bên thứ bảy nữa. Ruộng dày hái vô hái nhỏ nhỏ mà ăn ngon không à. Cái mẹ nghe nói vậy mình nói cả đẳng còn mấy trái cả Hương mà hái đi lát lên bảy ruộng dây á. Rồi nó Hương chưa qua thì mẹ hái rồi chưa cho nó. Dạ. Chỉ cho chị bánh tiêu một trái. Chị Hương lát mẹ đem cho chị bánh tiêu một trái. Vậy chút xíu chị qua bên nhà ăn chay luôn. Ừ. Còn món mặn thì cho mấy đứa nhỏ ha. Nhà lại chia hai phe. Xào ra ăn luôn. Dạ. Người sống hơn á, người sống chắc tự hơn á. Dạ. Đây mẹ cái đậu mà người ta làm chua chua cũng ngon lắm mà đó. Đậu 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 nành mà làm chua. Đậu đậu nành dạ. Tương mặn. Dạ. Tương hợp. Mặn. Đó ăn cũng ngon lắm. Ở ngoài chùa bán á. Dạ. Đậu nành làm tương ngoài chùa làm mình bắt tự ít làm pha ra. Không? Chứ không phải làm ngọt đó. Xíu chắc về đây mới ăn được mấy món chay nhiều. Dạ. Ở ngoài gần chùa đó có tàu hũ ở ngoài chùa tự làm nè. Tương hột, mắm đậu. Dạ con. Con nhớ hồi đó nhà sáu. Rồi nhà xuống con có tương hả? Tương ngọt không sát mà. Đậu kêu sát dừa nữa. Sát đậu. Tương ca sao sát dừa. Sát dừa sát dừa. Sát dừa không có được. Sát đậu á. Vậy con đậu. Sáu làm hả? Không có, ở ngoài chùa người ta làm đậu nành người ta xay cái người ta làm. Cái sát đậu ra. Người ta làm tàu hũ cái nó còn cái xác á cái cô sáu mua về á, cô sáu mua về, cô sáu chỉ xả ăn cho vui vậy thôi chứ nó bổ béo gì lấy hết nước rồi mà. Đúng rồi, cái đó nó không có bổ. Hồi xưa em lấy cái đó cho khỏi ăn cho anh. Dạ. Em mua về á trộn với rau cho khỏi. Cái đó cũng bán nữa hả? Ở đây bỏ không à? Ở đây á hả? Người ta bỏ nhưng mà mình mua về. Người ta bán cho rẻ, bán rẻ. Giờ họ bỏ không à? Dạ. Đúng rồi, xài. Thấy nha, mắt ăn mình giận út lớn á. Thì có gì sách gì cho ăn à. Dạ. Rồi cái xả với ớt. Dạ. Rồi cái lấy bánh tráng của cô sống vô ăn cũng ngon lắm xem. Dạ. Bữa nào ăn hơn 10 kg. Thôi. Cái đó làm uổng công quá con. Thôi, thấy mẹ, nó sơ sát quá, nó không có dinh dưỡng. Không có gì ăn hết trơn á. Không có chất, ăn cũng được. Nhưng mà nếu ăn chay thì sẽ có được nhiều món lạ miệng hơn chút. Không, như mẹ nói là muốn ăn thì lại làm cho ăn. Dạ. Giống như mình cháy ruốc mình ăn vậy đó. Mình ăn con ruốc vậy đó. Có cái món dừa kho vợ khán giả nói nhà mình có làm món dừa kho không? Dừa mà mình sắt cục cục đó chị. Dừa khô hả ta? Dừa khô. Dừa rám. Người ta
lại ra ta bào. Ừ. Ta bào mỏng mỏng á, còn sợi sợi dày vậy đó. Kho mặn. Kho mặn. Kho. Ngon. Lâu lắm không ăn lắm. Ăn nó béo béo. Coi với tương cũng ngon nữa. Dạ. Coi nước mắm cũng ngon nữa. Sơn hồng. Lúc đó có bao nhiêu châu vậy sơn hồng? bao nhiêu đại dương? Lúc mà thầy Khủng Long á. Lúc đó có nhiều đảo lắm nè. Dạ hả? Nhưng mà chưa phân biệt đại dương phải không? Rồi bây giờ có bao nhiêu đại dương? Dạ, nó có 2 đại dương bà. Ừ, sao 2? Không, 5 đại dương. Kể ba nghe thử coi. Đại dương Bắc chứ là đại dương Nam. Bắc Quang Dương. Ừ. Rồi tới Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Gì nữa? Tương lai người ta sẽ có đại dương thứ 6. Là đại dương tên chưa gì? Chưa chắc hả? Là trái đất chuyển động phải không? Cái này ngắn ngủn rồi làm cũng hơi mất thời gian xíu ha, nó nhỏ nhỏ. Chứ hồi xưa nó dài nó to á, mình kéo sợi là từ đầu tới cuối luôn à, nhanh lắm. Dài nó mập lắm. Dạ. Lúc đó bên ao của nhà của bà Hai ấy mà. Rồi ơi. Lặn tuốt dưới á. Kéo vào một ôm mà mình sao đó. Mình giác nó ở trên vai đó là nó thòng từ ở phía trước ra phía sau á, dài mỗi bên đúng một thước lận. Dạ. Dạ. Mà con thích nó rổ á, màu trắng nó đẹp lắm. Hai tập thước. Màu trắng. Đúng rồi, cái này nó có màu trắng nữa nè chị. Cái rổ xuống trắng cái nhà cậu nhỏ. Dạ. Cái bông này là hồng cánh sen. Mẹ ở ngoài ngã ba ngoài có cái ao sen nó đẹp quá trời. Đẹp lắm. Dạ. Hai họ trồng quá trời luôn nè. Lỡ ra lên đèn. Này nó ngủ say nè, chứ bình thường nói chuyện ở này là thức rồi đó. Nay ngủ say. À rồi sáng này con buồn ngủ. Mẹ xiến đi đâu rồi không biết mà nó cứ bò ra, con sợ nó rớt đất mà con chặn xong rồi con nhắm mắt cái ngủ giật mình thấy nó còn ngồi đó. Ngủ rồi giật mình thức dậy coi nó có lọt đất không. Mấy gì giữ con yếu tim mẹ đó, cứ ngủ mà cứ thức giấc hoài luôn. Ngủ ngon giấc ngày xưa bị rớt đất hoài đó, ngủ mà bị chập chơi chập chơi quen đó rồi nó bò ra ngoài cái tỉnh dậy cái lòng còn bò bằng kiếp. Nít hồi xưa té nhiều hơn nít giờ. Tại vì đất dơ cái để vườn dán á, yeah. Rớt đất hoài, còn giờ mình thả nó đại như đất á, nó bỏ nó đâu có té. Rồi nó đất dơ lắm. Rồi gà nó dịch rồi đó. Yeah. Ôi cái ghê à. Để vườn rớt đất thấy không. Sơn ca không bao giờ rớt đất. Tại nhát. Nhát đó đâu. Đâu có dám bò ra ngoài. Trời ơi. Là mẹ nói á. Dòng đó vô sữa đó. Trời. Mẹ kể là sợ con sâu trong cái me bò ra mà rung á. Cái cây năm đó là gần Tết mà sinh cao qua tháng 3 mới là thôi nôi vậy phải không? Là nó cởi sinh hà bây giờ nè. Là năm đó là gần Tết á. Mà hái mê chín vô nó sinh. Yeah. Để cho nó mấy trái nó ngồi chơi đặng mẹ đi nó cuông. Mẹ nó đâu rất đắt rồi sợ nó té. Nó cuông chụm rung đâu có coi chừng nó đi bếp xa mà. Cái trên này cái nó sâu nó bò ra. Mà chụm bằng rơm á, còn ráng ráng ngồi chụm hơi nữa. Yeah. Cái nhà khóc. Cái này em nó em cái lòng. Yeah. Nó khóc thì kỳ vậy nhỉ. Nó đi lên coi cái sao nó khóc, con ngồi nó ngó đằng sau mà nó run đuối vậy, tôi thương quá chị. Cái sinh hạ bây giờ nó thì ăn Tết rồi, qua tháng 3 con mới phải nôi mà anh này lại chưa Tết. Sơn Hà, ngày sáng chơi cũng vậy. Chơi cái giật cái gì lịch kịch rồi bắt đầu bỏ ôm chiếc xe đi á, sợ. Dạ. Nghe âm thanh lạ cái sợ chạy. Ơi. Chạy lên con. Hôm bữa qua nhà con nó vẽ cái con chuột mà bằng bông gòn đó. Ừ. Cái nó sợ á, nó
lần đặt miếng phóng lên trên giỏng thôi, mẹ cứ ngắt chuột nhỏ nhỏ rồi đó. Út 13 nói thích cái coi cái clip mà nó lại nó lột cái rớt cái giá canh đó, cái ben cái nó mà xe chạy đó. Nhật mình út qua nói hả thích coi nó hoài, nó cười lại nó sẵn sàng cái rớt cái giá canh cái ben nó mang nó chạy. Được quá. Ba nhà của mình tỉnh nó coi sinh hà tối ngày tỉnh về cách ly ở ba nhà mình à? Dạ. Muốn gì bột ở nhà ngoài vườn quốc dân? À, không ăn mít hả? Ăn mít đi để chút nữa nó hơi gió. Ở đang làm dơ tay. Đi 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 mẹ rửa. Rửa xong. Rồi, để chị Thiên Ca với Xuyến làm việc ha. Chút xíu nữa là xào mắm rồi mời cả nhà mình món chay nha. Hôm nay ăn mấy cái chuối rồi? Cái hùng. Hả? Dạ, sáng giờ coi chưa ăn. Sao thấy có mắt hai dấu đó? Sao thấy mắt hai dấu trái chuối đó? Ờ, hôm qua cô ăn. Ừ. Chọc xe hùng thôi. Ăn trước mà cũng bị chi nã. Bị gì? Bị chi nã hả? Thấy ăn rau củ nhiều vô biết không? Ăn thịt không là khó tiêu lắm á. Rồi bữa nay mẹ Xuyến cũng cho trứng cút cho Sơn Hùng nữa hả? Ngày nào cũng có món ăn giặt đó vậy Sơn Hùng cũng sướng vậy. Trời ơi, nghe mùi dầu cái nó sạch. Chị cháy ớt hả? Cháy nghe nồng. Cháy tàu hủ nè, cháy tàu hủ với nấm nè. Trời ơi, đây là kho hay chè ấy chị chiên? Rồi. Kho đầy chay. À, nhà mình ăn chay thì vẫn ăn tỏi ớt cả nhà mình ha. À, chay kiêng thịt thôi. Rồi. Còn mắm mẹ xào mắm hả? Mẹ xào mắm đậu chứ. Mẹ kho. Kho. Kho mắm chấm chấm được sống. Xào với kho với chiên ba cái này nó giống nhau quá. Dễ nó lộn. Cái này kêu bằng kho. Kho à. Giống như mình ăn mặn mà mình kho mắm kho vậy. Dạ. Yeah. Cho nước cho chín hả chị? Ừ. Nước cho chín hả? Xào thì nó không có nước còn chỉ kho thôi. Sơn Hùng, chị Ba Thương với anh An là được ăn mặn đúng không? Ăn trứng rồi nè. Ở nhà mình ăn chay. Lớn thích ăn thì ăn, thích ăn gì thì ăn nấy. Đấy, cả nhà mình. Thì nó, dạ. Nó ăn gì nó ăn. Cả nhà mình ăn chay kiêng thịt thôi để giữ sức khỏe ha. Chứ mình không có ăn chay giống như ở bên chùa. Giờ mình cháy tỏi ớt, cháy xả trước. Hay gì ta? Biết nó nấu ăn rồi nha. Nấu cho nó ăn, cho nó cũng bữa ăn. Ai nấu cho nó ăn hoài. Tại vì em không có trả lời trên bình luận cho cái cả nhà mình được á, nên là có nhiều khán giả hỏi sao ăn chay mà có tỏi, phi tỏi. Đó nên sẵn vào video em mà giải thích luôn cả nhà mình ha. Để mà pha cái gì vậy mà? Nước hả? Tham nước. Rồi còn quả miếng đường. Xíu đường hả? Miếng đường. Món đậu là làm từ đậu nành hả mà? Đậu nành, đậu nành. Dạ. Đậu nành hồi nấu rồi cái... Mà thấy chứ mày chưa làm nha. Dạ. Nấu xong cho nó rụt đậu nành rồi cái hả? Ủ trong cái rổ á. Dạ. Rồi đâu bữa hai bữa gì đó. Mà đem ra cái hả? Quết. Với nước muối với đường. Thành mắm. Mắm đậu kho xả. Vậy là xong hết hả mẹ? Vậy xong á. Còn cái hành lá này là cho vô rau hả? Đúng rồi. Kia. Vậy là cái bỏ tỏi ớt thêm là xong. Dạ. Cho nó sôi. Mình lấy cái miếng mà trút nó ra. Trời ngó coi vẫn chạy ra ngoài luôn. Chạy. Cái bếp với cái chảo đó chân lùi. Nó kéo chạy hoài nó chạy
hoài. Vẫn có ma. Có nhiều người họ nói đem ra ngoài mã cúng cái để cái ly nước nó chạy, mà trong khi đó là có nước dưới đây nè. Dạ, mà cái nền thì nó lại không phẳng. Nó bị xéo xéo nó chạy. Ừ. Thì cái đập cái tự mình hùng mình sợ à, chạy. Họ nói cho mà văng giấy xong cái ly nó chạy. Rồi xong ha. Rồi hôm nay giới thiệu cả nhà mình món mắm đậu kho, mắm để chấm rau. Để chấm rau đó. Nó khác với cái món mà mình làm để mình món chấm mắm thấm nha. Mắm thấm thì cả nhà mình có thể xem lại lên YouTube gọi chữ Nam Việt nước mắm thấm. Vậy là xong rồi ha. Dạ. Ai muốn ăn cay thêm thì bỏ ớt thêm. Tại vì ớt thì nó ít vị chấm cay dữ. Dạ, chuyện ca coi chung với nấm với đậu hũ. Cái mùa cách ly này mà cũng còn đậu hũ với nấm cũng hay à, trữ rồi. Cái đó nấm nấm cua, nấm khô. Nấm khô hả? Dạ. Chứ không phải nấm rơm. Nè, tỏi mà lắp lên. Nè, đây đậu hũ khi bỏ tủ lạnh rồi thì nó đã hay dở. Nếu mà như mình làm cái món khìa thì nó ngon ha. Nhưng mà để làm các món bình thường thì nó sẽ không có giống như đậu hũ tươi. Bỏ đông lạnh không ạ? Bỏ đông lạnh này cả 10 ngày rồi. Dạ. Chứ bỏ ở ngoài rất dầu phải không? Hư. Dạ. Bỏ luôn á. Dạ. Rồi chín rồi nè. Chín rồi. Chị con trai cho hành vô bắt xuống. Rồi mình giờ vô cơm đi. Mời cả nhà nghe. Chín mềm mềm nha con trai. Dạ. À, bữa nay thì mình sẽ có rau muống nè. Bông súng chưa leo ha. Cái này là xét. Là xét cũng ăn sắp hết rồi. Toàn đi. Ơi anh Yên ơi, cơm thôi. Sáng Hà về ăn cơm thôi. Rồi ơi, nãy giờ ngủ hả? Chưa thức dậy rồi ba Yên giấc đi hả? Ừ, về ăn cơm. Cơm ha. Cơm chưa? Ừ, không thấy để chụp cái máy của ba không có được. Nãy giờ ngủ dậy có quậy không? Không, ngoan lắm. Ưa, ừ. Sao? Thấy cái máy phái rồi đó. Không được. Chụp hư của ba làm sao? Cơm không à? Bây giờ chắc chuẩn bị bỏ nó vô xe đi nữa quá. Bỏ vô xe đi nghe. Không phải bỏ vô cái lòng. Để ba cơm. Cho thử vô lòng chắc là làng quá. Chơi nha. Chơi đó, được chịu lớn rồi. Đó đó, rồi rồi rồi. Tinh tinh tinh. mới ngủ vậy bị nhốt hả con? Lèo ra thôi tay ra thật tay ra dạ dạ sao ăn cơm chưa con? Dạ ăn cơm không? Ăn cơm đi dỗ vậy? Đi dỗ á ta ơi, lần đi rồi lần đi vòng vòng hả? À mình ăn cơm thôi. Để mở cái quạt cho sân hè nó mát. Rồi cơm cả nhà ơi. À, quạt là sao hả? Ừ, quạt mạnh quá ta ơi. Ui, quạt mạnh quá ta ơi. Ơi chụp cái quạt. Không có tới đâu mà chụp. Không có tới đâu. Đừng nghe phải không? Giờ cho chân mình nữa đó. Rồi, để ba dẹp mấy cái điện thoại của ba. Ba có điện thoại hết không? Ừ, để nó qua bên. Rồi, mình còn để chuối ngoài đây nữa nè. Sơn Hồng ăn tranh thủ để nó hư á. Ở nhiều chán lắm. Ủa, cái món này hôm qua còn hả? Là hủ chiên. Hôm qua còn. À, bữa nay có chao nước tương nữa ha. Em ăn chấm. Mẹ ra rồi hả? Chơi đem dục không à? Té té té. Ăn cơm đi em. Để chơi mình đi. Giỡn với cái banh mình nè. Tội nghiệp thằng nhỏ chưa? Sáng Hà ơi. Sáng Hà.
Sao không ăn chay luôn hả sao không? Chay ơi. Cái này qua. Ăn chay mà mẹ cho luôn một son trứng cút luôn kìa. Ăn đi chút ăn nó vô, thêm trứng. Để nhà ăn vậy. Rồi, bữa nay mời cả nhà mình món chay bữa nó nghe. Rồi, được rồi. Rau sống nhà mẹ mới đi hái nè. Đó, mấy cái đậu que thì như đậu bắp hái chiều hôm qua, bỏ tủ lạnh. Còn đồ chay thì của ngày hôm trước còn nè. Hôm nay mẹ mới làm thêm cái món mắm kho. À, mình thử cái món chấm nha. Anh em thử món kho này coi nha. Kho đó. Càng thử đó gì có ăn chưa? Chưa nè. Có miếng dưa nha ba. Rau kho hả? Không phải miếng dưa. Còn dưa đi. Miếng đậu xả. Miếng đậu kho xả nè. Mời cả nhà nghe, thử nha. Thử lần gấp miếng dưa. Ngon lắm mẹ. Ngon chứ. Mắm đậu kho xả. Có mùi mắm đậu nhưng mà có xả luôn đó thì rất là ngon cả nhà ha. Ngon quá. Ở nhà mình thử làm nha. Lấy mắm đậu pha loãng ra, băm xả nhuyễn mình cháy. Nếu mà mình không có ngại thịt á, không có ngại mà bên tỏi ớt á, mà mình chỉ kiêng thịt không á, thì mình cứ thử làm món này. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Cô chào cô chú. Chúc cô chú một ngày tốt lành. Rồi, bye bye chú Hùng. Mời cô chú ăn cơm chay đi. Mời cô chú ăn cơm chay. Rồi, cảm ơn em xíu.